Thank you.
vô. Trong mâm ở bên kia, lấy qua dặn vô luôn đi. Nó lóc máy á. Cái mà tốn tiền nhất của xe này á là dàn lốc nè, đồng mũ đen mua mới nè, nó xi ốc. Mấy cái xe mà cũ quá anh em chọn tiền á, anh em á lưu ý nè, anh em chạy xe á đừng có để cái xe mình mà nó bị cái kiểu gọi là bị gọi sao bị xét nè ha, rồi để quá tồi tệ anh em mới làm, lúc đó anh em làm xe nhiều tiền lắm. Với anh em chạy xe mà có Yamaha Honda đặt đồ lâu, đồ da đặt rất nhanh em, đồ da đặt có bữa hay bữa là có à, đồ mà của Honda đặt quá là lâu. Thì đó giờ chắc anh em đâu có ai thấy làm xe mà AB bánh ngâm vậy. Mà AB bánh ngâm thật ra làm thì nó cũng giống y chang như là xe lít Vario vậy á. Y chang luôn anh em nào mà chạy lít với Vario á là xài nó giống vậy luôn. Quan trọng anh em gắn bánh ngâm á là nó không cạ về. Đó, về sau này không cạ nè. Rồi về trước không cạ. Anh em phải do cái thông số mới đúng. Đó, nó mới không cạ. Nếu không là nó cạ. Dọn xe mà anh em mà dọn mà mấy cái lặt vặt này nè nó tốn tiền lắm luôn nha anh em, thiệt luôn á. Xe này dọn quá trời luôn, thấy nó nói chung là như cái xe mới luôn anh em, dọn xong là như xe mới luôn mà nó thiệt luôn á. Dọn y chang như anh em mua xe mới á, dọn cái mình tính bill cái mình cũng hết hồn. Nó phục trước, làm lại phục trước nè ha, làm lại phục trước rồi sơn phục trước nè đó. Mấy cái rồi móc bô chứ, này có móc bô nữa, họ sẽ cho anh em nghe tiếng bô. Cái tay ga mà móc bô á, thì nó lực máy nó không có căng như là một chiếc xe số nè, nó mới ghê. Chứ xe mà tay ga này nè nó cũng ghê lắm. Chiếc này cũng làm nồi luôn rồi nha anh em. Họ mình sẽ test nồi cho anh em xem. Là dựng tại chỗ là 140 á. Thiệt, xe B 125 dựng tại chỗ là dặn là 140 á anh em. Không đùa đâu. Nhưng mà anh em không làm nội á, dặn tại chỗ được có 120 à. Xe này chủ xe trước đi kéo heo vậy á. Chủ xe nói vậy á, kéo heo, kéo phế liệu vậy á, không biết nữa. Mà cũ xe mà máy cũng yếu rồi. Giờ dựng tại chỗ 140 chứ ra đường chắc gì chạy được 140. Giờ ông dọn lại về dưới ông kéo phế liệu. Hình như vậy á, nghe là ông dọn dưới ông kéo phế liệu á. À, anh em thấy không, nguyên cái xe gắn cái chữ AB thôi là đẹp. À, đừng có dán gì tận tội mấy chiếc tay ga mà anh em thấy dán tem gì quằn quại tùm lum ta la. À, quay đó ba lá năm mà đúng rồi, quay á. Cái đó là cây phuộc ô liền mod đi cho anh em, cái đó có bán thì Shopee á, anh em lên đã mua. Với hàng mà sợ lộn hàng là đó, còn cái hàng nào mà sợ lộn là anh em mà bắn vốn á, mà sợ lộn hàng là áo đen đó đó. Khán giả bên chửi hoài sợ mới vô còn non. Mới vô còn non quá còn lộn hàng hoài. Ủa sao cái máy nó bị tắt hoài ta, xe này làm nói chung là thay hết trơn luôn anh em, không còn cái gì hết trơn á, cái gì cũng hay hết trơn á. Nè em gắn ốc titan nè, con quỷ này gắn titan hết. Hiếu cặp gù, gù chưa gắn để đó, cái gù viên của nó gắn không có được, nó không có đẹp. Cái xe này mà tính ra xe này thấy nhìn nó mấy dọn vậy tân ha, mà tính bill cái hết hầu luôn á, tính bill gần 20 triệu anh em. Hai mấy triệu ai? Đó. 21 triệu mé. Mà không thấy vậy tân á, anh em biết tại sao không? Anh em phải nhìn cái xe hồi lúc ban đầu á, hồi mà dán tới đây nè, nó cục xúc lắm, tháo ra cái lam điện luôn. Tháo ra cái lam điện luôn á. Bữa đó mình rửa cái xe ha, rửa đường dây điện nè ha, rồi thay mấy cái mà anh em không thấy á, nó mới mất tiền. Mấy cái mà anh em không có thấy á, còn như anh em nói ở quỷ xe này làm gì mà hăm mấy triệu tàu lao,
Thiệt, những xe này nói là không mấy triệu tào lao thiệt, có ai tính 7 triệu nó nghe được. Ờ, xe này cho nó ở xe này đứa tao lãnh ha. 5 triệu cho dọn y chang luôn. Lấy 5 triệu và dọn dùm cái thiệt. Anh em muốn biết cái xe này làm sao á là phải mình phải kiếm lại cái clip mà trước. Trước biết cái clip còn không? Cái này ai nhân chứng lúc hồi trước á. Ờ, chủ xe hỏi chủ xe, tối nay chủ xe qua nè, nó sẽ hỏi chủ xe. Nó khác hồi trước không? Xe này làm ha. Giờ mình liệt kê lại cho anh em nghe nè. Mua hết nhãn mũ đen nè ha. Mũ bà cổ trước là mua bà cổ mới nè ha. Đó, mũ đen là trên xe có gì cũng mua hết cho anh em. Cái gì mà cứ đen đen là mua hết á, mới hết luôn á, chứ cũ không xài được gì tên á. Rồi móc bô nè. Rồi xi ốc hết nè ha. Rồi thay bánh căm nè. Ờ còn sơn cặp mâm zin, ép lại cặp mâm zin trả cho khách đem về nữa rồi đó. Ừ, còn cặp mâm zin mà sơn ép đem về nữa đó. Rồi ốc ác nè. Rồi bao tay rêu nè. Đó, cặp bao tay spider rêu nha anh em. Rất ư là hết luôn, hết vai đầu rêu đó. Nó mềm, anh em thấy cảm giác mình ấn cái tay nè. Đó, trời ơi mềm. Cảm thích tay lắm em. Đây. Lật đó. Đồ nè, lật quay tăng ơi. Đó, quay tăng nữa. Đó, rồi quay tăng nữa. Đó, mới hết đó anh em. 4-5 tang luôn á. 4-5 tang mới hết đó. Lòng thành. Bill ghi 4-5 tang mới hết đó. Ý là mình đã có ghi rút gọn rồi, có mấy cái ghi rút gọn rồi đó. À, như con sổ đi học luôn á, con sổ đó ghi mới hết á, tỏ nó chạy ngoan. Rồi đợi chiều nay mình sẽ đợi chủ xe qua rồi làm cái nữa, làm xe tới ngày đó xàm xàm vậy nè. Thì cuối cùng thì cái xe cũng có tới ngày giao rồi nha anh em. À, chủ xe qua lấy xe làm mấy cái lặt vặt cuối cùng. Giờ tới khâu mấy con này là điểm cuối nè, thay ốc G5. Trời ơi, chủ xe nôn lấy còn thằng thợ làm thì nôn dao. Đại ngày rồi đủ đồ, nay đủ đồ rồi. Cái nào? Bể rồi, nó bị bể rồi, lấy cái khác đi. Nó hàng về lâu lâu bị lỗi á. Mà hết màu xanh đúng không? Màu xanh đâu, để lựa cho.